Ok, xin kính chào khán giả của Auto Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Toyota Mỹ Đình. Và bên cạnh tôi đây là chiếc xe Toyota Hilux 2021. Với mẫu xe này thì các bạn có thể thấy ở ngay đây thôi, chúng ta đã có một cái phiên bản xe bán tải của Toyota với thiết kế ngoại hình được thay đổi hoàn toàn. Và các bạn sẽ có một chiếc xe Toyota Hilux 2021 thay đổi về ngoại thất, nội thất, cho đến được trang bị rất nhiều những tính năng công nghệ hiện đại và an toàn trang bị trong cái gói Toyota Safety Set. Ở bên cạnh đó thì nằm ở phần phía bên trong này, trái tim của chiếc xe Toyota Hilux đã được nâng cấp mới. Tuy vậy thì vẫn được sử dụng khối động cơ 2.8 lít thôi, nhưng cái công suất vận hành nó đã được tăng lên rất là nhiều rồi. Và lát chút nữa thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sâu hơn về cái khối động cơ này. Tuy nhiên, để đến với cái bài đánh giá về chiếc xe Toyota Hilux 2021 thì chúng ta hãy cùng nhau đi điểm lại một chút về những cái phần thiết kế ở phần phía bên ngoài ngoại thất xe. Với Hilux 2021, chúng ta đã có một cái ngoại hình thiết kế phải nói rằng là nó đã cơ bắp, nó hiếu chiến hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Không khác gì những cái mẫu xe bán tải của Mỹ cả. Nói ngay ở phần đầu thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế rất là lớn, đúng không ạ? Rất là lớn, và kết hợp với những cái viền chrome ở phần phía bên trên mặt ca lăng xe. Ở bên trong này thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái chi tiết hông hút gió được thiết kế nó rất là rộng ra để nó đảm bảo những cái luồng gió vào bên trong làm mát những cái chi tiết bên trong khoang động cơ xe để nó tối ưu cái khả năng vận hành của động cơ. Bên cạnh đó thì điểm mà tôi rất là thích ở trên cái mẫu xe Toyota Hilux 2021 này, nó phải đến từ cái phần cụm đèn chiếu sáng. Cụm đèn chiếu sáng của Toyota Hilux thì như các bạn thấy ở đây thôi, nó đã có những cái sự thay đổi hoàn toàn khác biệt so với phiên bản cũ. Chúng ta đã có một cái phần cụm đèn chiếu sáng có cả đèn daylight chạy vào ban ngày, có đèn chiếu sáng sử dụng dạng LED, có thấu kính projector bên ngoài. Rồi với những cái chức năng được đi kèm với đèn như là tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh, tự động điều chỉnh góc chiếu sáng. Những công nghệ như vậy thì đã được áp dụng trên một mẫu xe bán tải như Hilux. Đó, mà những cái công nghệ như vậy thì những mẫu xe bán tải Hilux ngày xưa thì không có. Đến bây giờ thì Toyota Hilux 2021 đã được trang bị những công nghệ tối tân như vậy rồi. Và phải nói rằng là Hilux 2021 là một trong những cái mẫu xe mà Toyota họ kỳ vọng là lấy lại những gì mà Toyota đã đánh mất trong phân khúc bán tải ở tại thị trường Việt Nam trong những năm qua. Mà đối thủ nặng ký nhất của Hilux chúng ta phải nhắc tên tới đó chính là Ford Ranger. Ok, nói về cái ngoại hình thiết kế hay những cái trang bị tính năng công nghệ ở phần phía đằng đầu xe thì chúng ta phải nhắc tới đó chính là những cái thiết kế ở phần ngoại thất xe. Chúng ta có thấy được những cái mức độ hiếu chiến của mẫu xe này với rất nhiều những cái đường gân nếp gấp, rồi những cái chi tiết đem lại chúng ta cảm giác hiệu năng rất là cao, đúng không ạ? Góc phát rất là lớn anh em nhé, góc phát rất là lớn ạ. Và ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ được trang bị 1-2 con cảm biến góc. Tuy nhiên thì với một mẫu xe bán tải thì chúng ta sẽ không có những chi tiết camera trước trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe. Ok, các bạn thì thấy đây nhá, phần phía bên dưới của chiếc xe Toyota Hilux thì chúng ta còn được trang bị thêm một cái phần bảo vệ các te, rồi những cái phần chi tiết như trụ lái hay là thước lái của xe, giúp cho những mẫu xe này chúng ta chạy off-road một cách vô tư mà không sợ bị cuốn vào những cái gọi là những cái vật thể ở phần phía bên dưới mặt đất, đúng không ạ? Ok, những cái chi tiết này thông thường chúng ta chỉ thấy trên những cái mẫu xe kiểu dạng hiệu năng cao, và đặc biệt là những cái mẫu xe địa hình off-road. Ok, phần thân xe thì sao? Về phần thân xe thì về kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở xe thì chúng tôi sẽ đặt bên trên ngay bên trên màn hình để cho các bạn có thể tham gia theo dõi, để các bạn có được những thông tin cụ thể về chiếc xe Toyota Hilux 2021. Với mẫu xe này thì chúng ta có gì? Nói về phần ngoại hình xe thì tôi rất thích những cái phần chi tiết ốp vòm của lốp đây nhá. Với những cái mẫu xe hiện đại ngày nay Toyota họ đưa về Việt Nam như là Toyota Corolla Cross, rồi Fortuner mới về thì đều được trang bị những phần chi tiết ốp vòm của lốp ở đây. Với cái phần chi tiết ốp vòm của lốp đây thì tôi đã chia sẻ với các bạn thì về góc độ đó thẩm mỹ thì nó đem lại cho chúng ta những cái gọi là cái nét khỏe khoắn nam tính của một cái mẫu xe hiện đại. Bên cạnh đó thì với góc độ kỹ thuật thì những cái phần chi tiết ốp vòm của lốp đây thì nó sẽ tránh cho những cái pha va chạm ở phần tai xe, đúng không ạ? Ok, phần la răng xe của Toyota Hilux 2021 thì chúng ta vẫn giữ nguyên một kích cỡ đó là 18 inch. Và với phần la răng này thì tôi cho rằng nó cũng rất là phù hợp với một cái mẫu xe thiên về góc độ đó là thể thao và off-road.
được sơn đen hoàn toàn. Và nếu như nhìn vào cái phần la răng xe này thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó có một cái thiết kế biểu tượng hơi giống với bông hoa anh đào, một trong những cái biểu tượng của đất nước xứ mặt trời mọc, đúng không ạ? Rất giống. Và phần phía bên ngoài này thì chúng ta sẽ được sơn đen hoàn toàn, trông rất là thể thao. Nó vẫn được sử dụng bản lốp là 265-60 và R18 sử dụng lốp béo, lốp của Busketon. Rồi, bên trên thì chúng ta sẽ có gì? Bên trên chúng ta sẽ vẫn có phần gương có khả năng chỉnh điện này, gập điện, có đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có những chi tiết cam ở bên gương, sẽ không có, bởi vì bản chất là Toyota Hilux không được trang bị camera 360 độ của xe. Chưa có thanh da nóc thể thao. Tay nắm cửa thì được sơn đen cùng màu với cả màu gương và phần mặt ca lăng xe. Tay nắm cửa ở đây thì chúng ta có chức năng mở cửa nhanh bằng cảm ứng. Đó. Ok, chúng ta hãy tiến tới cái phần đuôi xe một chút đi. Ok, với phần đuôi xe thì điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và chia sẻ với các bạn ấy thì những cái mẫu xe bán tải ngày nay ấy, thì thông thường sẽ được trang bị những cái phần thanh thể thao ở đây. Lý do tại sao? Bởi vì thứ nhất là những cái mẫu xe bán tải thì nó được coi là xe để chở hàng hóa. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta chở hàng hóa mà chúng ta còn sử dụng xe bán tải như là cái mục đích để chúng ta sử dụng đi lại hàng ngày trong gia đình, đúng không ạ? Chúng ta vừa có một cái phần thanh thể thao, nó vừa có công dụng để chúng ta chằng những cái vật dụng to, vật dụng rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái thanh thể thao này nó đem lại cho một cái mẫu xe bán tải về góc độ thẩm mỹ, trông nó khỏe khoắn mà trông nó thực sự là off-road hơn, đúng không ạ? Thanh da nóc thể thao của Hilux thì được sơn đen, phía đằng sau cũng được ốp thêm những phần chi tiết ốp vòng polo. Phần đuôi xe của Toyota Hilux 2021 thì chúng ta có gì? Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là phần cụm đèn hậu được sử dụng phía bên ngoài. Đây là những cái phần đồ họa sợi quang LED ở đây, chạy theo kiểu dạng hình số 3 đó. Và phần phía bên trong thì đèn lùi và đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm thì được sử dụng dạng halogen thôi, dễ thay thế, nó tốn ít chi phí hơn, đúng không ạ? Dễ dàng hơn. Camera thì đã được đặt ở phần phía bên dưới của phần tay nắm cửa này luôn. Một cái điểm nữa mà tôi muốn nhấn mạnh chia sẻ với các bạn đó là cái phần nắp thùng sau của Hilux thì đã được thêm cái phần trợ lực ở đây. Thậm chí nếu như các bạn mở cái phần cốp này, các bạn chỉ cần một tay thôi. Đó. Nó cũng là một trong những cái sự khác biệt so với phiên bản cũ, bởi vì nếu như các bạn không có cái phần trợ lực này ấy, thì mở xuống nó sẽ rất là nặng nề, nó khó khăn. Các bạn có cái phần trợ lực như này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng chúng ta mở cốp sau ra. Phía đằng sau chúng ta sẽ không thể thiếu những con cảm biến lùi. 1, 2, 3, 4 con cảm biến lùi. Rất dễ sử dụng. Con cốp sau rất là lớn. Ok, nổ máy lên. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn, điều đầu tiên khi mà bước chân vào khoang nội thất của chiếc xe Toyota Hilux 2021 thì tôi phải chia sẻ với các bạn một điều, đó là chưa mẫu xe bán tải nào ở tại thị trường Việt Nam có cái đèn ambient light ở đây. Tức là đèn viền nội thất ở đây trông nó rất là đẹp. Cảm giác nó rất là hiện đại. Phải nói rằng là Toyota bây giờ nó đã khác với Toyota ngày xưa rất là nhiều với những giải sản phẩm của họ. Họ đem tới cho khách hàng thực sự là những cái giá trị chúng ta xứng đáng là bỏ tiền ra, đúng không ạ? Không phải là gì đó như ngày xưa nữa. Với Toyota Hilux, điều đó được thể hiện rõ ràng. Thực sự tôi không muốn khen nhé các bạn nhé, bởi vì bản chất có những gì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn điều đó. Đem tới cho chúng ta cái không gian nội thất của chiếc xe Toyota Hilux, đó chính là một cái tông màu, đó là màu đen. Ghế đen, táp ly, táp lô cũng sử dụng một cái gam màu đen luôn. Trần cũng sử dụng màu đen luôn. Đó, và phía bên trên chúng ta vẫn sử dụng bằng nhựa giả da thôi. Đấy, thế tuy nhiên thì kết hợp với đó chúng ta sẽ có những cái phần gỗ ở đây. Gỗ được sử dụng một cái tông màu đen. Rồi những cái viền ốp đây cũng sử dụng bằng cái ốp gỗ giả piano. Rất là đẹp. Bán tải mà lại được ốp cả những cái phần ốp gỗ piano đây thì thực sự cũng là gì đấy. Đó, phía bên dưới này cũng thế. Ok, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, đó chính là cái phần màn hình ở đây. Màn hình của chiếc xe Toyota Hilux thì được trang bị đó là màn hình 7 inch và Toyota họ cũng có nhấn mạnh rằng là cái màn hình này có kết nối với GPS và bản đồ vệ tinh.
Bởi lẽ vậy nên chúng ta sẽ không cần phải search ở trên điện thoại nữa, đúng không ạ? Search Google Maps trên điện thoại nữa, đúng không ạ? Và tôi đánh giá cái màn hình này của nó thì cái độ phân giải nó rất là cao nhé. Tức là cái khả năng nhanh nhạy của màn hình này thì rất là ok. Và cái độ sắc nét của cái độ sắc nét của bản đồ vệ tinh này cũng thực sự là rất là tốt. Và đây cũng là một trong những cái ưu điểm trên cái màn hình này. Tuy nhiên thì cái màn hình này của nó thì như tôi tìm hiểu ban nãy thì nó sẽ có kết nối với USB, có Bluetooth, có MP3 và radio thôi. Tuy nhiên thì với màn hình này thì chưa được trang bị kết nối với cả Apple CarPlay và Android Auto. Còn phần phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa hai vùng tự động. Hai vùng tự động. Và điều hòa của Toyota thì không phải nói rồi, cực kỳ mát đúng không ạ? Rồi nút khởi động Start Top, rồi chế độ cài cầu 2H, 4H và 4L. 4L cài cầu chậm, cũng giống như ở phiên bản cũ. Khóa V-Side phía sau bằng điện, tắt traction control, rồi hỗ trợ đổ đèo nữa, đều có hết đúng không ạ? Nhưng cái này thì nó cũng giống như ở phiên bản cũ thôi, phiên bản cũ cũng được trang bị. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có cần số theo kiểu dạng zigzag truyền thống của Toyota. Có hai chế độ là chuyển sang chế độ lái thường là D, S là chuyển sang chế độ lái số tay. Có phía bên dưới thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm như là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, chế độ tăng công suất là Power Mode. Đó, cũng giống như phiên bản cũ thôi ạ. Còn ngoài ra thì phần vô lăng xe thì các bạn sẽ có một cái phần vô lăng được bọc ra, nó tương đối không phải là mềm mà nó tương đối là cứng chắc. Cầm vào đây thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm mà chúng ta chạy off-road này, chúng ta lái nó sẽ có cảm giác hơn. Bên trên vô lăng thì có những nút bấm như là tăng giảm âm lượng, rồi điều khiển những cái chế độ phần phía bên phía đằng sau của cụm đồng hồ táp lô. Set gas, tốc độ, cruise control thì đã có rồi. Bên cạnh đó thì bên trên vô lăng còn có những cái nút bấm để điều khiển những cái chế độ trong tính năng Toyota Safety Sense, như là hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo tiền va chạm này, và nhiều chức năng khác nữa. Đó. Vô lăng này thì chúng ta sẽ có khả năng điều chỉnh 4 hướng bằng cơ. Bên cạnh đó thì gương chống chói tự động này đều có rồi. Ok, ngồi ở vị trí lái của chiếc xe Toyota Hilux 2021 thì tôi cho rằng là Toyota họ luôn luôn đem lại cho chúng ta những không gian rất là rộng rãi. Và điều đó nó thể hiện là cái việc là ngồi ở đây thì các bạn sẽ có một cái tầm nhìn quan sát rất là rộng. Tôi đánh giá rất cao cái phần chi tiết cột chữ A này, nó thiết kế nó vừa phải để nó đảm bảo cái việc là giúp cho chúng ta có thể quan sát hai bên tay xe. Toyota Hilux 2021 thì được trang bị hệ thống loa JBL, như tôi cũng có tìm hiểu là 11 loa. Đằng sau cụm đồng hồ táp lô thì chúng ta cũng có một cái thiết kế nó cũng thiên về thể thao off-road hơn, với những cái độ phân giải nó rất là sắc nét và cái cách tạo hình của nó thực sự nó rất là hiện đại. Ok, ghế da thì đục lỗ thông gió, và phần phía bên này của chúng ta đó là điều chỉnh cơ 4 hướng, phía bên này thì điều chỉnh điện 8 hướng, cũng giống như phiên bản cũ thôi. Điểm này thì cũng không có những sự thay đổi. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút ở phía hàng ghế thứ hai nhé. Ok, hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Hilux thì như bao chiếc xe bán tải thôi, các bạn sẽ phải chấp nhận rằng là cái hàng ghế này thì nó sẽ không ngả được phía đằng sau. Bởi lẽ vậy nên các bạn sẽ có một cái không gian ngồi nó sẽ hơi đứng. Tuy nhiên thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái ghế của chiếc xe Toyota Hilux ấy, thì cái phần bề mặt ghế này nó sẽ thiết kế theo kiểu dạng hình chữ V. Phần phía dưới này nó sẽ lõm xuống, nó đảm bảo cái việc là chúng ta ngồi ấy, chúng ta sẽ có cái không gian ngồi như thế này, nó sẽ thoải mái hơn. Đồng thời là cái phần bề mặt ghế ở đây nó sẽ đỡ chân chúng ta, chúng ta sẽ không bị mỏi ở phần đùi này. Cái điểm tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó chính là cái phần cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Đây là một trong những cái cứu thế cho những cái thời tiết nóng nực ở thành phố Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Với những cái mẫu xe bán tải ngày nay thì tôi cho rằng những mẫu xe đến từ Nhật thì họ luôn luôn đặt khách hàng làm trung tâm, tức là cái tinh thần thể hiện cái tinh thần Otemurashi đấy ạ. Thì với cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai này thì nó sẽ giúp cho những người ngồi hàng ghế thứ hai sẽ có được những không gian rất là mát mẻ mà những mẫu xe bán tải ngày nay rất hiếm khi có được. Đó. Ok, điều hòa của Toyota thì cực kỳ mát rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái móc treo ở đây. Đó, rất là chu đáo đúng không ạ? Thể hiện cái tinh thần quan tâm đến khách hàng Toyota. Những cái chỗ để chai nước hay là phía đằng sau thì chúng ta lại còn có cái bệ đỡ tay ở đây nữa để chai nước ở đây, đúng không ạ?
ghế móc cố định trẻ em Isofix đều có, rồi dây đai an toàn 3 điểm ở các vị trí đều có hết. Cũng giống như phiên bản cũ thôi. Các bạn ngồi vị trí giữa thì ngồi vị trí giữa thì nó sẽ không được thoải mái như ngồi hai bên đâu. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta di chuyển ở những cái quãng đường ngắn thì cũng rất là ok rồi. Quan trọng đó chính là cái khối động cơ 2.8 lít mới trên mẫu xe Toyota Hilux 2021 đã được tinh chỉnh. Nếu như phiên bản cũ sử dụng cái khối động cơ 2.8 lít sản sinh ra khoảng tầm trên 180 mã thì khối động cơ 2.8 lít của phiên bản mới sản sinh ra công suất khoảng tầm 203 mã và mô men xoắn đạt là khoảng tầm 500 Nm, ở những giải vòng tua đạt được là khoảng tầm 1600 vòng trên phút. Đây là một trong những con số mà nó sẽ hứa hẹn đem lại chúng ta những cảm giác off-road rất là thú vị. Tôi sẽ hẹn các bạn ở một cái video đánh giá sâu hơn, chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Hilux 2021 ở những cung đường khó, những cung đường off-road và ở ngoài đường trường. Và các bạn hãy nhấn nút đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông ở góc phía bên phải màn hình để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam sắp tới về mẫu xe Toyota Hilux 2021 nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.